VIP trước, giá gần 46 triệu đồng. Sau một thời gian dài chờ đợi quá trình sửa lỗi, có vẻ như Samsung đã sẵn sàng để phát hành chiếc Galaxy Fold ra thị trường. Dù dự kiến Galaxy Fold được giới thiệu lại ở IFA 2019, nhưng dường như Samsung sẽ có đợt giao hàng trước cho những khách hàng VIP tại Hàn Quốc. Số lượng Galaxy Fold được chuyển đến tay các khách VIP này chỉ là 165 chiếc, phân phối cho hàng chục cửa hàng Samsung tại Hàn Quốc. Những khách hàng VIP được cho là có thể chọn cách phối màu trên Galaxy Fold và họ còn nhận được một ốp lưng mông lăng miễn phí. Số tiền những khách hàng này phải thanh toán để nhận Galaxy Fold là 2 triệu 398 000 won, khoảng 1975 đô la Mỹ, tương đương 46 triệu đồng, một mức giá không hề dễ chịu đối với nhiều người dùng. Báo cáo đề cập dường như đã có 10 chiếc Galaxy Fold được bán trước thông qua một trong các cửa hàng Samsung Digital Plaza chỉ trong một ngày. Điều này gây ngạc nhiên bởi mức giá đắt đỏ của chiếc smartphone màn hình gập Galaxy Fold đối với những người không phải khách VIP họ sẽ phải chờ sự kiện phát hành lại Galaxy Fold của Samsung dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 9 tới tại Hàn Quốc. Đơn đặt hàng có thể sẽ được triển khai từ ngày 16 tháng 9.